Xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong một cái clip xem trailer mới nữa. Thì nhiều bạn nói là Gen coi cái trailer này đi, cũng hay lắm á. Thì cũng sao nhỉ? Nói về cái phim này Pacific Rim hả? Thì với cái tên tiếng Việt là Đại chiến Thái Bình Dương, cái khỏi mốc gì đó, nhưng mà đại loại là bối cảnh của phim là cái phần 1 á, Gen sẽ nói sơ về phần 1 trước. Cái bối cảnh của phim thì nói về một cái thế giới mà lúc đó quái vật kiểu như giống như mấy con khủng long á, bự bự tấn công loài người, và loài người phải tạo ra một mớ robot để chống lại chúng. Đó, đó là cái cuộc chiến ở phần 1. Vậy còn phần 2 này nó sẽ là cái gì? Thì lát nữa chúng ta xem trailer thì chúng ta sẽ suy đoán ha. Gen sẽ nói sơ về phần 1 không ta? Không biết ở đây có ai, có bạn nào xem cái phần 1 chưa? Nhưng mà cái phần 1 á, nó như vậy nè. Đại loại là có cái câu chuyện nó xoay quanh một cái anh lính là người điều khiển cái con robot đó, và ảnh điều khiển với người anh của mình. Đương nhiên là trong một lần chiến đấu thì người anh này đã mất, và sau này anh ta lại đến chiến đấu ngay chính với cái con robot khi xưa mà mình đã điều khiển cùng với một nhân vật khác. Đó, thì cái câu chuyện nó vòng vòng như đó, rồi tình cảm, rồi chiến đấu chống lại lũ quái vật. Cái bộ cái phần 1 trên phim thì thật sự là nó cũng khá là hấp dẫn bởi những cái tình tiết và những cái pha hành động cũng như là kỹ xảo âm thanh. Bộ phim khá là ok. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái trailer phần 2 của nó như thế nào ha. Xem ra là chúng ta có sẽ phải đối mặt với một cái đội quân quái vật nữa bự hơn, mạnh hơn. Đồng thời đó, song song thì trong phim các bạn cũng thấy là các cái robot của chúng ta cũng đã được cải tiến thêm những cái vũ khí và thêm nhiều tiểu nhân vật hơn. Hình như là cái ông giáo sư vẫn còn giữ lại nè. Cái ông giáo sư hồi nãy Jin có nói là ở phần 1 ông ấy đã kết nối cái não của mình với những cái con quái vật để tìm ra hang ổ và cái cách thức mà tụi nó tấn công loài người. Nói sao gì trailer này nhá, cũng hay. Ấn tượng nhất là cái phần âm nhạc, nó mang một cái phong cách rất là rap, rất là trẻ.
Hy vọng là khi mà phim ra thì sẽ không làm thất vọng mọi người. Ok, đó là một vài ý kiến của Gen về cái phim này. Không biết là bạn có phải là fan của phim này hay không. Nếu mà bạn có cái ý kiến gì mới khác với Gen thì hãy comment phía dưới nha. Và đừng quên bấm vào nút subscribe để nhận thêm nhiều clip từ Gen nha. Bye bye.